Anh luôn được xem là cái nôi của bóng đá. Đất nước này có giải vô địch quốc gia được mệnh danh là hấp dẫn nhất hành tinh. Đây cũng được xem là nơi thu hút hàng loạt những tài năng hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, số lượng các cầu thủ tài năng mang quốc tịch Anh cũng không hề nhỏ, đặc biệt là ở thủ đô London. Hôm nay, hãy cùng cả bóng đá xây dựng một đội hình gồm các cầu thủ đã cất tiếng khóc chào đời ở thủ đô London để xem khi ghép họ lại với nhau thì liệu họ có đủ sức cạnh tranh với những danh hiệu hay không. Thủ môn Freddie Woodman. Woodman sinh ngày 4 tháng 3 năm 1997 là cầu thủ bóng đá người Anh đang bắt vị trí thủ môn cho Newcastle. Woodman từng là thành viên đội trẻ Crystal Palace và sau đó là Newcastle. Anh bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2014 khi được cho mượn đến câu lạc bộ Hartlepool. Woodman là thành viên của đội U20 Anh giành chức vô địch World Cup 2017 và cũng nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải. Sự nghiệp của Woodman khá lên đỉnh khi liên tục được cho mượn ở nhiều câu lạc bộ. Woodman có trận đầu tiên cho Newcastle trong mùa giải 2017-2018 thuộc vòng 3 FA Cup gặp Luton Town. Mùa giải kế tiếp, Freddie Woodman được đem cho đội bóng đang thi đấu tại giải hạng nhất là Swansea mượn đến hết mùa. Và ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay, anh chính thức quay trở về câu lạc bộ chủ quản là Newcastle. Trụ về Joe Gomez. Joe Gomez sinh ngày 23 tháng 5 năm 97 là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hiện đang chơi vị trí hậu vệ tại Liverpool cũng như đội tuyển Anh. Gomez bắt đầu sự nghiệp tại câu lạc bộ Charlton và được lên đá đội 1 lúc 17 tuổi và chơi một mùa bóng trọn vẹn trước khi gia nhập Liverpool vào tháng 6 năm 2015. Joe Gomez đại diện cho tuyển Anh tại mọi cặp đấu và chơi toàn bộ thời gian mỗi trận đấu khi tuyển Anh vô địch giải bóng đá U17 châu Âu 2014. Gomez ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 11 năm 2017. Ở mùa giải năm nay, trụ vệ này không được ra sân thường xuyên vì phong độ thiếu ổn định sau khi gặp chấn thương dài hạn. Joe Gomez hiện chỉ là sự lựa chọn thứ tư sau Van Dijk, Konate và Joe Matip. Trung vệ Ezri Konsa. Ezri Ngoyo Konsa sinh ngày 23 tháng 10 năm 97 tại Newham, thủ đô London. Hiện tại, anh là cầu thủ đang chơi cho Aston Villa. Konsa là một trung vệ sở hữu lối chơi mạnh mẽ, chắc chắn và cực kỳ máu lửa. Sự nghiệp của Ezri Konsa tính đến thời điểm này chưa có điểm gì quá nổi bật khi anh chỉ mới 24 tuổi và chủ yếu chơi cho các đội bóng trong nước. Từ Charlton cho đến Brentford, Konsa đều là quân bài chủ chốt để hàng thủ với số trận ra sân vượt xa cả mức kỳ vọng. Nhưng thành tích của hai câu lạc bộ này thực sự rất bết bát. Có lẽ khi chỉ ở Aston Villa thì trụ vệ này mới bắt đầu có những tín hiệu khả quan. Và trình diễn của Konsa rất hứa hẹn về việc cầu thủ này có thể vươn mình trở thành một trụ vệ hàng đầu trong tương lai. Hậu vệ trái Max Aarons. Aarons sinh ngày 4 tháng 1 năm 2000 là cầu thủ bóng đá đang chơi cho Norwich. Vị trí sở trường của Max Aarons là hậu vệ phải. Anh là một cầu thủ hiện đại luôn làm chủ được quả bóng. Mùa trước chỉ có hai hậu vệ có số pha rơi bóng nhiều hơn Aarons tại Championship. Bên cạnh đó, số pha kiến tạo của anh cũng rất đáng được nhắc đến. Với việc thường xuyên lên tấn công, vì thế khả năng phòng ngự của Max Aarons vẫn chưa được đánh giá quá cao. Bắt đầu sự nghiệp tại Luton Town, sau đó chuyển đến học viện trẻ của Norwich vào năm 2016. Vào tháng 3 năm 2019, Max Aarons được chọn vào đội hình tiêu biểu của giải hạng nhất mùa 2018-2019 và giành luôn danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của EFL. Anh cùng với Norwich thăng hạng Premier League sau khi có chiến thắng 2-1 trước Blackburn. Hậu vệ phải, Reece James. Reece James sinh ngày 8 tháng 12 năm 99, đang chơi cho câu lạc bộ Chelsea. Mùa giải năm nay, Reece James là một trong những điểm sáng của The Blues. Ngôi sao sinh năm 99 có tổng cộng 11 trận đấu. Anh là một trong những cầu thủ trẻ của Chelsea được Thomas Tuchel đánh giá rất cao. Phẩm chất của hậu vệ người Anh được thể hiện cả việc lên công về thủ nhịp nhàng. Ngoài ra, James cũng khiến cho các tiền đạo ngoài hàng Anh phải e dè bởi sức mạnh tuyệt vời. Hiện nay ở Premier League rất khó để tìm một tiền đạo nào đủ sức đối đầu 1-1 với Reece James. Tiền vệ Declan Rice. Rice sinh ngày 14 tháng 1 năm 99, đang chơi vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự cho West Ham. Ngôi sao 20 tuổi đang từng bước khẳng định giá trị của mình, đồng thời thu hút rất nhiều sự chú ý từ các ông lớn châu Âu. Declan Rice được xem như niềm tự hào của lò đào tạo West Ham, nơi đã từng cho ra lò những Rio Ferdinand, Joe Cole, Michael Carrick hay Frank Lampard. Nhưng thực ra, trước khi tới West Ham vào năm 14 tuổi, Declan Rice từng là một trung vệ giàu triển vọng của Chelsea. Ở tuổi 20, Rice rõ ràng còn cả một chặng đường dài phía trước. Nếu tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân, cầu thủ sinh năm 99 hứa hẹn sẽ là một ông chủ tuyến giữa trong mùa áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Hiện nay, Rice đang là một món hàng cực hot trên thị trường chuyển nhượng. Tiền vệ Ruben Loftus-Cheek. Ruben Loftus-Cheek sinh ngày 23 tháng 1 năm 96, đang thi đấu cho Chelsea. Anh là sản phẩm của chính lò đào tạo này. Loftus-Cheek có trận đấu chính thức cho đội 1 vào tháng 12 năm 2014 và từng có thời gian được đem đi chơi mượn tại Palace. Ruben Loftus-Cheek có sở trường đá tiền vệ trung tâm. Điểm mạnh nhất của anh chính là sự tranh chấp khu vực giữa sân, đặc biệt là những tình huống tranh chấp bóng bổng nhờ chiều cao vượt trội 1m91.
sức mạnh của Loftus-Cheek cũng là điều khiến nhiều người nhắc đến. HLV Gareth Southgate đánh giá rất cao phẩm chất này của anh và từng gọi cầu thủ của Chelsea lên tuyển tham dự những giải đấu danh giá, đặc biệt là World Cup 2018. Ngoài ra, Ruben Loftus-Cheek còn có một lối chơi đầy kỷ luật và gần đây anh cũng thể hiện được những phẩm chất kỹ thuật của mình. Tiền vệ Emile Smith Rowe. Emile Smith Rowe sinh ngày 28 tháng 7 năm 2000, hiện đang thi đấu cho Arsenal. Smith Rowe bắt đầu sự nghiệp chơi bóng tại Arsenal vào năm 2018. Ban đầu anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc chiếm một suất đá chính nên được Arsenal cho mượn tại Leipzig và Huddersfield Town. Trong những năm tiếp theo, anh trở thành một cầu thủ quan trọng của pháo thủ. Mùa giải năm nay, Emile Smith Rowe là một trong những điểm sáng trong cách chơi của Arsenal. Smith Rowe cũng vừa có trận đá chính đầu tiên cho tuyển Anh. Ngôi sao 21 tuổi lập tức ghi bàn, giúp Tam sư giành chiến thắng 10-0 trước San Marino. Với những gì đã thể hiện, tài năng trẻ từ học viện Arsenal thậm chí còn được so sánh với nhạc trưởng Kevin De Bruyne trong tương lai. Tiền đạo trái Bukayo Saka. Saka sinh ngày 5 tháng 9 năm 2001, đang chơi cho Arsenal. Saka từng góp mặt trong bảng xếp hạng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2020. Vào ngày 29 tháng 11 năm 2018, Bukayo Saka có trận ra mắt đội 1 Arsenal trong trận gặp câu lạc bộ Volska Poltava tại Europa League. Anh vào sân thay người ở phút 68 thay cho Aaron Ramsey. Mùa giải năm nay, sao trẻ Bukayo Saka là một trong những điểm sáng của pháo thủ. Cầu thủ sinh năm 2001 liên tục gây ấn tượng như thời Unai Emery và sau này là Mikel Arteta. Saka có sở trường là đá tiền vệ, hậu vệ và tiền đạo cánh. Song ở thời điểm hiện tại, Saka đang được sử dụng trong vai trò một chân chạy cánh tấn công cừ khôi ở hàng lang trái. Điểm mạnh nhất của cầu thủ người Anh là sở hữu phẩm chất kỹ thuật đáng nể cùng với khả năng dứt điểm cùng với tốc độ cực kỳ ấn tượng. Tiền đạo phải Jadon Sancho. Sancho sinh ngày 25 tháng 3 năm 2000, đang thi đấu cho Manchester United. Trước đây, Sancho là cầu thủ trẻ tại Watford và sau đó là Manchester City. Sancho ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của Dortmund vào năm 2017 khi chuyển đến từ Man City với giá 7,8 triệu euro. Trong mùa giải thứ hai tại Bundesliga, Sancho thường xuyên có mặt trong đội 1 và cuối mùa xuất hiện trong đội hình hay nhất Bundesliga. Trước mùa giải 2019-2020, Sancho đã giành được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp sau chiến thắng ở trận siêu cúp Đức trước Bayern. Sau khi đầu ấn tượng mùa giải 2018-2019, Sancho lần đầu tiên được gọi lên tuyển Anh vào ngày 4 tháng 10 năm 2018 để chuẩn bị cho Nations League. Ngày 22 tháng 3 năm 2019, Sancho bắt đầu trận thi đấu đầu tiên được xếp đá chính cho đội tuyển Anh trong chiến thắng 5-0 trước Cộng hòa Séc tại sân Wembley trong trận đấu thuộc vòng loại Euro 2020. Hiện tại, Sancho vẫn đang khá chật vật ở Manchester United để tìm được những phẩm chất khi xưa của mình tại Dortmund. Tiền đạo cắm Harry Kane. Harry Kane sinh ngày 28 tháng 7 năm 93 là tiền đạo của Tottenham Hotspur. Anh có màn ra mắt câu lạc bộ vào ngày 25 tháng 8 năm 2011 trong trận đấu gặp câu lạc bộ Heart of Midlothian tại Europa League. Trước khi khẳng định vị trí của mình trong đội hình chính của Spurs, Harry Kane đã có một khoảng thời gian chơi bóng dưới dạng cho mượn tại những câu lạc bộ nhỏ ở hạng nhất và hạng nhì. Bắt đầu từ mùa 24-25, Kane dần chứng tỏ được khả năng săn bàn của anh dưới màu áo đội hình chính của Tottenham với 31 bàn, trong đó có 21 bàn ở Premier League. Harry Kane được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng ngoại hạng Anh vào tháng 1 và tháng 2 năm 2015. Kết thúc mùa giải, Kane được bầu chọn là cầu thủ trẻ trong năm. Ở cấp độ đội tuyển, Harry Kane từng thi đấu cho các đội trẻ trước khi có trận đấu ra mắt tuyển Anh trong trận đấu gặp Litva tại vòng loại Euro 2016. Chỉ 80 giây sau khi vào sân thay Rooney, Harry Kane đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Tam sư. Cũng kể từ thời điểm đó, Kane đã vươn mình trở thành tiền đạo đẳng cấp hàng đầu tại xứ sở sương mù. Nhìn vào đội hình gồm những cầu thủ sinh ra ở London, chúng ta có thể thấy rõ được tài năng lẫn đẳng cấp của họ. Thậm chí có những cầu thủ hiện đang là trụ cột tại câu lạc bộ bóng lớn. Với đội hình này, thì việc cạnh tranh một danh hiệu lớn với họ là điều hoàn toàn khả thi. Và đây là siêu đội hình đến từ London.